Còn bây giờ là mình sẽ ăn chay vì sức khỏe, nên đó là mình sẽ ăn chay theo theo bữa của một ngày. Đối với cái vấn đề tỳ thận dương hư á, thì cô sẽ lưu ý cho con mấy cái điều sau. Từ cái vấn đề là mình sẽ điều trị dùng thuốc cho đến điều trị không dùng thuốc. Thì đối với điều trị dùng thuốc ấy, thì khả năng là tới là mình sẽ sử dụng thuốc thuốc thang nha, thuốc thang để tác động của nó sẽ nhanh mà mạnh hơn, thuốc viên yếu quá. Rồi cái thứ hai á, là đối với không dùng thuốc á, là cái này là rất là chính nè. Cô nhớ tới một câu đó là gì, thái cực động mà sinh dương, tĩnh mà sinh âm. Tức là bây giờ cô muốn đảo ngược cái quá trình mà cái thủy thấp gây ra bệnh cho cơ thể mình á, thì cô sẽ cần phải đảo ngược cái quá trình đó lại bằng cách là cô sẽ tăng vận động lên. Nhưng mà vận động ở đây á, là mình sẽ làm hạn chế tổn thương lên khớp gối. Tức là mình sẽ vận động, thứ nhất á, là có một số các môn thể thao nha, giống như á, là cái môn mà cô có thể tham gia được đó là môn đi bộ nhẹ nhàng thôi nha. Đi bộ nhẹ nhàng, không khuyến khích chạy bộ. Cô mà đi chạy bộ là nó sẽ đè lên cái trục á, nó sẽ làm cho khớp gối mình đau hơn và gân gan bàn chân sẽ đau hơn. Đúng rồi, nói chung là đi nhẹ thôi ha. Hoặc là nếu như mà cô có cái môi trường là nước á, tức là môi trường ở hồ bơi á, cô sẽ thực hiện cái vấn đề rất là tốt, bởi vì cái lực đẩy của nước á nó sẽ hỗ trợ nâng đỡ trọng lượng của mình, thì cô sẽ thực hiện được cái động tác đi bộ đấy. Còn không á, thì không đi bộ được ấy, thì cô sẽ lưu ý cho con cái môn thể thao tiếp theo, đó là môn đạp xe đạp. Đạp xe đạp đây là một cái môn thể thao rất là tốt để làm cho cái phần cơ thể của nó sinh ra dương ha, thì nó sẽ hóa thấp đi được. Thì ở đây á, cái môn đạp xe đạp á, thì nó sẽ hỗ trợ này. Thứ nhất á, là cái yên xe á, nó sẽ nâng đỡ toàn bộ cái trọng lượng của thân trên luôn. Thì đúng như cái mình cần nó hóa thủy thấp đi á, là nó hóa thủy thấp ở phần dưới hai chân này nè. Thì bây giờ mình cần phải động hai chân này lên, thì cái môn xe đạp là môn rất là thích hợp. Có thể đạp xe đạp trong nhà hoặc là đạp xe đạp ở ngoài trời cũng được, thì cô thích môn nào cũng được đó. Thì cái môn đạp xe đạp đó thì cái phần in xe là nó nâng đỡ hết trọng lượng rồi, hai cái chân là free hết lực ha, cái trọng lượng nó không có đè xuống, nên thành ra nó sẽ rất là tốt cho cái khớp gối của rồi và một số các cơ ở phần chi dưới. Khi mà động lên được như vậy á, thì cái phần thấp nè ở phần hai chi dưới này nó sẽ hóa đi. Cái đó là mình sẽ cần phải tham gia cái môn tiếp theo, đó là đạp xe đạp. Rồi còn lại á, khi mà cô nằm như thế này á, cô cũng có thể đạp xe đạp. Một số các bài hôm bữa hướng dẫn á, thì cái nguyên tắc cũng là gì, động mà sinh dương đó. Bây giờ mình cứ vận động lên thì nó sẽ sinh dương ngay cái một phần đó, thì nó sẽ hóa cái phần thủy thấp đi nha. À, chúng ta sẽ đạp xe đạp nha. Rồi ngoài ra cô sẽ tập trị liệu những bài tập về chi dưới á. Còn bữa mấy bài mà con hướng dẫn á, là cô phải tập, và tập là phải đủ 30 phút á, để cho cái cơ thể của mình nó tăng cái phần dương lên, nó sẽ hóa thủy thấp đi được. Và đặc biệt là con đang cần là cái vùng hai chi dưới. Cái tiếp theo trong vấn đề, cái này là liên quan đến vận động ha. Rồi cái vấn đề tiếp theo liên quan đến ăn uống. Ăn uống á, thì bây giờ cô cần ăn uống thanh đạm lại để làm giảm cái nguồn cung cấp ra cái đạm thấp trong cơ thể. Chứ cô mà ăn uống ba bữa, bữa nào cũng có thịt cá thì đạm thấp nó rất là nhiều ha, tức là cái phần năng lượng á, phần calo nó sẽ rất là nhiều. Thì mình sẽ cần tiết chế lại cái vấn đề này, tức là ăn uống thanh đạm lại. Mình cắt được cái nguồn mà gây ra cái vấn đề phát sinh đạm thấp á, thì nó sẽ không có làm cho cái tình trạng bệnh nó sẽ nặng hơn. Chứ còn nếu như mà mình tập thể dục như này đúng không, rồi mình uống thuốc để hóa sinh cái thấp ấy đi, nhưng mà mình vẫn ăn uống mình tạo thêm cái đạm thấp nữa, thì vô tình nó lại không có tác dụng. Nên nó là bắt buộc là cô sẽ cần phải ăn uống thanh đạm đi. Ăn thanh đạm bao nhiêu á, thì cơ thể cô nó càng nhẹ bấy nhiêu, rồi kinh lạc nó càng lưu thông dễ bấy nhiêu. Thì ở đây á, cái chế độ ăn mà con đề xuất á, đó là cái vấn đề là cô sẽ sử dụng, và bây giờ á, là sẽ là 1 đến 2 bữa nhạt là rau củ quả trong một ngày, và ăn một bữa mặn thôi, một bữa mặn có thịt cá trứng sữa thôi, và ưu tiên là ít gia vị, và chọn phương pháp chế biến đó là hấp luộc, kho lạnh, nấu canh, nấu súp. Hạn chế tối đa chế biến là dạng chiên, rán, xào nhiều dầu mỡ, rồi cái dạng nướng nữa. Thật ra thì những cái dạng chế biến đó thì nó rất là ngon, nó làm cho thực phẩm nó thơm ngon hơn, nhưng mà đồng nghĩa với việc á, nó sẽ tạo cho mình nhiều cái vấn đề liên quan đến đạm thấp hơn. Rồi cái đó là liên quan đến ăn uống. Rồi một số cách dưỡng sinh khác, giống như á, là bây giờ cô ở nhà cô có máy sấy tóc không?
Tại vì bây giờ đang là mùa của sắp tới ngày 22 tháng 12, đó là ngày Đông Chí á, thì cô sẽ hơ ấm cho con cái vùng đan điền, tức là cái vùng từ ngay rốn này nè xuống cái vùng trên sương mù nè, hơi ấm cái vùng ấy lên. Nếu như mà đúng rồi, sấy một lần 5 đến 10 phút nha, và đối chiếu nó xuống cái vần mạch môn hỏa phía sau trước khi đi ngủ rồi nha, sấy ấm lên nó sẽ bổ trợ dương khí trong cơ thể rất là tốt. Một phần đó là mình sẽ không có bị mấy cái vấn đề liên quan đến ngoại cảm, tức là mấy cái yếu tố như là cảm lạnh đó, mùa này rất là dễ bị đó, nên thành ra là cô sẽ làm cái động tác đó ha, thì nó sẽ làm cải thiện rất là tốt và hỗ trợ nâng cái phần dương cơ thể lên, nó hóa sinh được cái thấp, rồi vận động ăn uống dưỡng sinh rồi đó. Mình sẽ lưu ý cho con ba cái điều đấy nha. Về không dùng thuốc á, thì nhớ là cái vận động này là mình có thể tham gia được những cái môn thể thao nó thiên về vùng chân, nhưng mà ít làm nè đè ném lên cái phần khớp gối thì cái môn đó có thể là môn đạp xe đạp hoặc là môn Xe đạp về nhà đó là đạp thôi. được được đúng rồi, cô có thể đạp ngoài trời hoặc là đạp ở ở trong nhà đều được nha. Rồi cô có thể đi bơi ha, rồi cô tập trị liệu. Không, mấy cái đó tôi biết là không có, cô không có biết đi xe đạp nhưng mà ổng không để chiếc xe đạp mà mình Được ngồi lên nó đạp đó luôn. được nha, cô làm cái động tác đó thì thứ nhất á, là cô đang vận động như vậy thì cái phần phần dương ở phần dưới chân này nó sẽ động lên, sẽ hóa thấp đi được, cô sẽ không có bị đau nặng mỏi chân nữa. Rồi cái thứ hai á, là nhớ là cái vấn đề liên quan ăn uống, nhớ ăn uống thanh đạm lại nha. Rồi ăn 1 đến 2 cữ nhạt thôi, rồi còn lại 1 đến 2 cữ mặn một ngày á, tức là mình sẽ ăn chay bán phần. Nếu như mà cô theo cái tôn giáo á, thì cô sẽ ăn chay là liên tục, hoặc là cô sẽ ăn chay theo ngày rằm đầu tháng thì cô sẽ sử dụng như vậy. Còn bây giờ là mình sẽ ăn chay vì sức khỏe, nên đó là mình sẽ ăn chay theo theo bữa của một ngày. Còn cái nữa là liên quan đến dưỡng sinh á, thì nhớ là cái mùa này á, đang là tiết Đông Chí nên thành ra là dễ cảm nhiễm mấy cái yếu tố lạnh lắm, nên đó là ngoài trừ vấn đề là ăn mặc kín đáo rồi tránh hở hang rồi ngủ sớm hơn á, thì một cái điều lưu ý nữa đó là mình sẽ hơi nóng cái vùng đan điền này lên thì nó sẽ hỗ trợ rất là tốt bồi bổ cái phần dương khí trong cơ thể trong cái tiết Đông Chí này. Thôi vậy được rồi, còn lại thì đợt này á, chắc phải đổi thuốc nha, đợt này chắc sẽ đổi cho sang thuốc thang đi uống cho nó nhanh. Rồi,